qua là không có không đủ đèn. Cái này là một cái đèn trong số những cái đèn mà Nhím gửi chị Nhung mua từ tiền của một cô ở Mỹ gửi cho Nhím á. Giờ ông lấy ra ông cho cái bác này luôn. Cái bác này kiểu như là cái người vận chuyển rau đắng, chở rau đắng người ta đã rửa xong lên bờ và chở cái rau đắng người ta chưa rửa xuống cho người ta, kiểu ông đi ban đêm bốc vác chạy xe đồ. That's a friendly person, like that I don't finish. Rồi thì bây giờ Nhím đang phi mã hành từ cái ý tưởng làm xôi mít nhà mình mà nó lộn qua tới ý tưởng là làm cơm gà đó, là nhà mình hiểu rồi đó. Tại vì mấy ông báo ông ăn hết cái mít thì hôm qua Nhím sẽ cho hàng xóm với Manso Figo nữa, thành ra là start. Thôi còn đủ gia đình ăn, lâu lâu mới ăn bữa thả gà, thành ra cho nó ăn mít không. Giờ Nhím làm xôi gà, tính là làm để coi xôi gà có được tới phút cuối không, chứ là Nhím tính là làm gà bó xôi đó, mà không biết là tình hình thế nào thì chút nữa biết. Rồi bây giờ trong lúc đang chuẩn bị cái gà, nghĩ tới cái gà rim xong rồi mới gói vô trong cái xôi đó, rồi cơm gà Nhím tự nhiên giờ trong đầu nó rối lên như mơ, như là tơ vò luôn. Thành ra giờ Nhím quyết định là Nhím sẽ luộc cái gà này trước, lấy cái nước để nấu cơm gà. Còn cái gà thì Nhím sẽ chiên, một phần thì Nhím sẽ ram để làm gà bó xôi. Đó, bởi vậy nhà mình thấy cái bệnh nghề nghiệp của em nặng lắm, trong lúc mà làm cái gì là bắt đầu có sáng tạo. Thấy nó văng bập bập là hiểu tay nghề của đầu bếp rồi ha. Rồi xong. Bây giờ cái xôi của Nhím nó bị một cái vấn đề là nó nhão như là cháo, mà ở dưới đít thì nó bị khét, cũng không biết nguyên nhân luôn. Cái này bây giờ nó thành cháo trắng chứ không phải là xôi nữa nhà mình. Em là đang bị hoang mang rồi đó, hết tự tin rồi đó. Cái này gọi là ngu mà lì nè nhà mình, rất là cố chấp luôn. Mặc dù là nó như cháo vậy nhưng mà Nhím vẫn rất là muốn thử để coi gà bỏ xôi nó như thế nào. Nhà mình thấy cái bịch mũ này, biết cái bịch mũ này đâu ra không? Đây, đây là cái bịch mũ của cái bánh phồng tôm của chị nào gửi cho Nhím đó. Thì Nhím tìm mãi nhà không có cái bịch mũ trắng để mà làm như cái kiểu mà ở trên mạng chỉ. Thành ra là Nhím phải lấy cái bịch mũ bọc trong cái hộp của cái đó đó. Nhím làm thử, Nhím muốn thử xem là nó mùi vị nó như thế nào và rút kinh nghiệm lần sau mình làm chỉnh chu hơn. Đó, bây giờ thì Nhím đã tạm thời tán cho nó mỏng ra rồi đó. Thì mình sẽ dứt cục thịt gà vô. Nhà mình coi ông báo ăn dùng cục thịt gà của Nhím này nè. Làm cái cánh gà đi. Cánh gà. Trời ơi. Cái này, cái cánh gà này nhỏ quá mà cái miếng bọt này nhiều quá. Rồi thì như hướng dẫn là mình chỉ việc ịn cái này vô là nó sẽ dính vô. Đó, và mình nắn lại. Rồi bây giờ bị một cái trường hợp là cái nếp này nó nhiều hơn cái gà. Thì mình sẽ xào chẻ, mình lấy ra bớt. Thì Nhím thấy hướng dẫn như thế này cũng dễ, nhà mình nó sẽ không bị dính tay nè. Đó. Rồi cái đuôi này nó dư nè, mình cũng cắt bỏ luôn. Lát nữa mình làm cái miếng sau thì mình đắp vô. Mình có lý hen. Nhím thấy là coi bộ có lý mà không biết chiên như thế nào. Thì cái này người ta còn một số thứ nữa chiên cho nó giòn, như là cái vụn bánh mì đồ này kia. Trời ơi, bên này làm gì kiếm được, từ khi đi thành phố. Rồi giờ mình chơi tạm gì đi. Đó. Đó, giờ tạm thời Nhím được 3 cục. Nhím sẽ đi chiên thử coi tình hình như thế nào rồi mình mới bọc hết. Còn mà nếu mà không xong là mình chơi ăn gà, xôi gà. À, cái này gọi là cháo gà đúng không? Bữa nay Nhím chơi lớn, Nhím lấy cái chảo chút xíu của chị Hoa Hồng gửi á, để Nhím chiên. Rồi vấn đề là nó bị dính vô bên kia, nó bị lủng hình lỗ rồi. Chơi mày luôn. Rồi ra dán vô. Chưa có chiên được, mới bóc lên thôi là nó dính xuống cái dĩa là nó lủng hết lỗ rồi. Để Nhím lấy một miếng cháo để Nhím
để Nhím bù vô cái lỗ này. Không biết là nó có tác dụng không. Chơi mày luôn. Trời ơi, nhà mình thấy em làm giống như là giống như là đi chiến tranh không. Cái lúc mà coi ở trên YouTube anh thấy nó dễ, mà mình không có data đủ mà mạng kém á. Cái mình tua. Tới chừng mà lên thực tế rồi bắt đầu là quên, không nhớ bước nào là bước nào luôn. Vì cái chảo này nhỏ quá, phải nãy biết là cái chảo bự bự. Nó văng cùng mình hết trơn, nãy chiên gà văng, giờ chiên cái này còn dữ nữa. Ôi ôi, cái chảo này nhỏ quá, nó không vừa với cái này. Thành ra nó cứ trật tới trật lui. Ok, có 3 cục ngoài nhà mình, có 3 cục, tính là ba mẹ con đó. Với ông Lulu với ông Mimi. Tính lấy cái chảo này cho dễ duyên, cho đẹp, cho dễ thương. Hát dở quá sống tuần lâu. Giờ nó nè xíu cái này. Hay chưa? Để cho nó vàng đi rồi mình trở nhà mình. Trở sớm quá nhiều khi nó bể bụng. Nãy Nhím chiên gà là Nhím bật lên ý tưởng, nếu mà thất bại là Nhím sẽ chơi là ăn với thịt gà chiên không vậy đó. Sau một hồi chiến đấu với cái chảo dễ thương thì Nhím thấy là không ổn. Thành ra là đổi với cái chảo bự hơn chút. Nhưng mà trong quá trình di chuyển là nó bị bể bụng, cái này hoàn toàn bể luôn rồi. Không còn thuốc cứu chữa nữa. Chỉ mong là nó đừng có lây qua cái kia thôi. Rồi được rồi. Mình đang cố gắng tách nó ra. Bây giờ cái kia nó giống như nó bị sida luôn rồi. Mình không dám đụng tới nó nữa nha mình. Còn một cái cục còn lại, chơi mình luôn. Ui trời ơi, rồi xong. Dính nó lủng lỗ nữa. Hồi hộp quá, giờ tém mấy đứa này qua để chiên một miếng bánh phồng tôm ăn cho đỡ hồi hộp. Rồi cái miếng bánh phồng tôm này có khi nào nó nở bung ra nó báo hại nữa không biết nữa. Trời ơi, em nấu ăn nguy hiểm lắm nha mình. Sau một hồi vất vả thì Dím đã có được cái thành quả đầu tiên. Tuy nhiên nó bị bể bụng như thế này, nhưng mà để mình thử coi ngon không, để mình làm tiếp. Còn không ngon mình tính cách khác. Vấn đề là cái nếp của nó rất là cứng, nó không có giòn, nó cứng mà nó dai. Cái này mình chỉ làm đủ ăn thôi chứ không thôi là ế. Nói chung là cũng gọi là thành công 30% đi. You got how fun ạ? Final, hello. Perhaps I agree to. What hello. You doing now? Well, I came for the snail house. Oh god. And I want to cover it up so that it will have door. Okay. That everything will be safe there. Oh god. We're about to start it now. So let us have the wood. Giờ mới sáng sớm Phi gồm tới ông đóng cho Nhím cho xong cái này để ông chuẩn bị đi về quê ăn đám tang. Đám tang của cậu ổng gì đó. Thì cái này ổng sẽ làm cái nắp ở trên để đậy lên cái chuồng ốc đi nha. Cái này bây giờ nó khô xi măng rồi ở nhà mình. Cái này thì nó chỉ bốn bên là nó mong móc meo rong riêu hết trơn rồi. Chỉ có cái miếng chính giữa này là do mình mới xây thì nó còn xi măng thôi. Thì Nhím không nghĩ là con ốc nó sẽ leo lên đây để nó ngủm đâu. Cho nên là mình cái này làm cái nắp xong là cho vô luôn á. Cho vô chuồng luôn. And you see the net already? Lindo, where the cover? The cover you want to use this one. And cover the head. So that you have see you see you have shadow that side. And the front will land come net. Just make sure the snail cannot come out. That is the problem. Make sure the snail cannot follow and go out. Này toàn là ba cái dáng cũ làm rồi còn dư lại bữa nay vét mót để làm cái chuồng này. Nhím cũng đang rầu biết ông Phi gỗ làm bằng cách nào cho nó không bị rò rỉ mấy con ốc ra. Nhím nghe nhà mình hù là nó sẽ dứt sạch vườn rau của Nhím. Em cũng đang lo đây. Nhím cũng không hiểu ông Phi gồm thiết kế như thế nào, nhưng mà để coi sao.
Okay, see you outside here. Have one. You take it small, small before you wound the tree. So that in case it's here, but project go to that end. It's here, thank you. Oh. Your words from mấy cô cùng bà lấy mì cho. Trời ơi, ăn ốc xong bỏ cái vỏ ở đây. Mấy ông này hù nhiếm nói ốc ở đây làm nhiếm hết hồn. Nó mà dứt sạch của nhiếm chắc đi đai hết. Anh hao văn à? You and Figo have finished? Yes. I'm going to cover it now. Huh? I'm going to cover it now. The net enough? Yeah. At the small place, the man will find something to cover it. How can we put food if we have closed it? This is the door now. So we put only the nail for only one side? Mm-hmm. Leave one side now? And after we arrange the other side. Okay. Are you sure this one will not come out? Chirindo, bring that food to mommy fry. Let's see if daddy will like on for Figo will like. After cooking it, anywhere space is still under. We'll have to. So find something. If you cement something, then we cement. If you stick something, then we stick. And then. Is this sweet potato? No, chicken nowhere to go. It's not safe. I'm testing. He come to carry us for the security ID card. Okay, he means security. He's a member. Okay. Wow. So they are submitting the passport. How far? Oh, very sweet. Okay. Nah, go. Go over. It's sweet. Well, that's so much. How about him? Say him can eat too. But the thing can go for you. The name is chicken nowhere to go. This one. The name. Nowhere to go. But you can stop for here. Because you don't come around now, you know where to go. Nowhere to go. Oh, I have nowhere to go. Nowhere. Nowhere to go. Only stomach. Trời, Yếm làm dở, nó dai nhách, nó không được giòn. Mà mấy ông này mê tít. Ông cạp, ông không ăn thịt gà. If you come back, hang it. Let us go and because I don't have the passport. I'll still take passport. Okay. Kiểu như từ đó tới giờ chỉ có một mình ông Cạp là có biên chế ăn lương bảo vệ trong chính phủ thôi. Còn mấy ông này là kiểu như là đi theo rồi tự lập ra cái nhóm vậy thôi. Chứ không phải là một cái đội bảo vệ chính quy. Còn bây giờ thì ông Cạp ổng nhờ quan hệ này kia gặp ông Y Che đồ lôi kéo vô đó. Thì đăng ký luôn cho mấy ông này để mấy ông này có biên chế trong chính phủ luôn. Some can eat but have no food. We have food and we can eat. Glory be to you, O Lord. Amen. That is the lay, yo. Eat this one. This one is sweet. I do collect your own. This one is hot, listen, cool. I do collect your own.
Này nhìn coi bộ không đủ, tưởng đâu là tưởng đâu không ai ăn, tưởng ế ai về mấy ông đi dứt sạch bách. Dĩa đầu tiên thì còn lại dĩa này để cho ông Út với ông Báo. Nhiễm thì Nhiễm ăn dụng rồi, thành ra pha thêm bột bắp cho tụi nó ăn. Nhà Nhiễm lúc trồng có bột bắp hết, ba cái bắp ổng trồng hôm bữa đó, trồng theo kiểu Việt Nam đó, thu hoạch để khô hết luôn. Nhà lúc nào cũng có bột bắp. Có gì đắt vô? Small small này, he hot or you hot? Ơi ơi. Để Nhiễm thử cái... Để Nhiễm thử cái gì? Gà, gà bó xôi. Ở bên đây họ thích ăn những cái chiên bánh, cái loại bánh chiên ăn với cái bột bắp này vậy đó. Nó cũng giòn nữa nè mà. Nó cũng giòn nè, bên trong cũng mềm nè, mọng nước nè. Những cái sao á, những cái miếng sao Nhiễm bó Nhiễm thấy nó ngon hơn là mấy cái đầu tiên. Cái này rất là giòn luôn nè, cái này nãy nó dai nhất à. Có lý, ngon nhà mình, ngon. Những cái miếng sao, mấy cái miếng mà mình bó nó không bị bể á, nó rất là ngon. Giờ ít, đu ít thì chỉ cần ít xíu ngon không? Ăn sơ gà thì ngon, ăn sơ gà. Nó hợp. Ngon không? Em nói coi quay cái miệng không Út. Đó. Trời ơi trời, dữ ngon không? Nè. Ăn xôi gà. Ăn xôi gà. Ít xôi gà bó xôi. Ăn gà bó xôi. Rồi xong. Ăn gà bó xôi. Ăn gà bó xôi. Ngon không? Gà bó xôi ngon không? Con gà bó xôi lắm. Ít xin ăn gì đây? Ăn bột bắp. Cái này giống như một cái bánh gì đó nhà mình. Những lúc kẹt kẹt đồ ăn là nhà Nhiễm có gì là lôi ra bột bắp ăn chung. Con trai no chưa? Hả? Chưa no. Con trai vô cá dưa leo, ăn dưa leo. Út không ăn mà đó mà hồi hộp ướt như là mấy ông giết cái bột bắp của nhà Nhiễm làm. Nhiễm làm bột bắp á nó không có hôi cái mùi như ngoài chợ, tại vì mình ngâm mà mình thay nước liên tục á, mình ngâm tầm 2-3 ngày là mình xay, còn người ta ngâm cả tuần để người ta xay được nhiều bột quá nó mềm á, mà người ta không có nước là người ta để nó thúi, nó không có ấy, nó chua. Còn của Nhiễm ơi chưa no đấy nhà mình, giờ đi nấu thêm mì cho mấy ông ăn. Cha mấy ổng là đi họp đợi bảo vệ là sẽ ăn ở ngoài luôn. Rồi em đun để dành kìa. Không đủ ăn. Trời ơi, Nhiễm tưởng đâu là ế loài ế sĩ, tự tin là có hai con chó cho nên là làm cũng không có áp lực lắm. Nhưng mà thấy không thành công thành ra cũng hơi ớn. Ai về mấy ổng dứt sạch. Coi bụng ông Út nè. Bữa nay tưởng không thành công, ai về thành công không tưởng luôn. Thì Nhiễm đang định là làm bánh ướt, bánh cuốn với đây rất là nhiều. Nói chung mà tối ngủ mà nghĩ tới món nào thèm là sáng nhất món đó. Nhà mình thì ai có fan món nào thì cứ comment lại để Nhiễm làm thử. Có nhiều khi đang làm thì nó lạng qua món khác nhưng mà thông cảm nghiêng.